Tiếp tục trở lại với cái phần này, mình xem nào, mình sẽ có ở đây bạn để ý là bây giờ chính trị mình sẽ lại quay trở lại đây, mình đề một phần là mình tùy biến cái đường dẫn đó. Ở đây mình bạn xem nào, à bây giờ tiếp tục nó là trang hai, trang hai chắc chắn là nó sẽ không tồn tại rồi vì mình không không có phần cấu hình đó. Cái cách mình dự định mình sẽ làm như thế nào, mình sẽ đang thử nhá. Bạn cái này vẫn ở mức độ thử thôi, mình đang test xong đây. Thì với cái library này, router đây, bạn có cả cái này nữa. Mình sẽ thử test xem nào. Xem cái này. Thì bây giờ bạn có là cái đây này, URL. Có một cái này nữa. Rồi đương nhiên là bên này bạn sẽ thêm một cái biến nữa với ký tự là param đây này. Một mình test thử thôi nhá. Xem giá trị nó sẽ trả về như thế nào. Mình quay trở lại router mình xem nào. Vậy thì nó sẽ sinh ra cho mình những cái thứ như này. Mình sẽ được cái gì? Mình xem nó có chạy không? Ồ, không chạy. Đấy, thì bạn có thể nhìn, bây giờ mình sẽ test thử tiếp. Bây giờ mình cứ bỏ hết cái này đi, test mỗi một link chính trị thôi. Đó, bạn có thể nhìn đây. À, hai, mình sẽ ở đây là một nữa này. Xem có hiện tượng gì ra. Đó, nó đã chạy rồi đúng không? Đây, do mình sai câu lệnh một chút thôi, thì mình sẽ đẩy thêm vào đây. Bạn nhìn lại xem. À, đây, xem này, đây đây. Rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình tách ra nhá, những cái nào mà có category ở đây thì mình mới làm cái việc là phân trang, còn không thì thôi thì mình sẽ làm việc đấy như thế nào. Nếu này cái mình sẽ tách cái param này ra. Tách cái biến này, mình sẽ tách được ra nó ra những cái dòng khác nhau. Thì bây giờ nếu mà mình thử nhá, nếu mà cái category array này, cái này và cái này, bằng true đúng không, thì dòng này sẽ có xuất hiện, không thì thôi. Rồi thì bây giờ bạn sẽ đây, mình sẽ làm cái này và mình làm lại cái chính trị để xem nó như thế nào nhá. Dữ liệu được loét đó, thì chỉ có mình xem nào, có category ở đây chỉ có duy nhất hai này, cái trang này chỉ có hai cái thôi đúng không, vì cái nào mình có chính trị và hoàng thư tố giác. Bạn có thể hoàng thư tố giác nó chưa chạy, không sao hết. Mình lại xóa cái này đi, sửa đổi. Đấy, thì ở đây nó được loát lại. Đó, hoàn toàn ok hết rồi. Rồi thì mình tiếp tục. Rồi, dừng lại ở đấy đó. Bạn nhìn thấy bây giờ mình có thể là từ đấy chính trị mình sang trang 3. Thì cái link của nó rất là ok. Mình thấy nó không không bị một cái mã nhất gì nữa kìa. Còn tất nhiên là trang 3 thì phải chịu rồi, con số trang. Đó, thì tiếp tục này. Đấy, trang 4 và trang mình quay trở lại trang đầu tiên đấy, bạn có thể nhìn thấy là cái link nó rất là ok, không có việc gì mà phải đấy, ví dụ tiếng Anh thì chịu rồi đúng không, tiếng Việt này đấy, thì những cái mà mình đang lo lắng thì nó cũng được giải quyết dần dần rồi. Tiếp theo thì đấy, như mình nói là ở đây bạn còn có những cái
trong trong những điều trông thấy thì bạn có một bài rồi mình lấy một bài từ tổ ấm mình đưa sang nữa. Mình đưa sang những điều trông thấy. Kể có hai bài thôi mà thực ra à đấy. Hiện tượng này là hiện tượng gì đây? Nó không lát kịp thôi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình làm một cái việc nữa là mình đếm. Ví dụ bạn bạn ý như này nhá. Cái router này mình nghĩ là xong rồi mình bỏ đi. Bỏ nốt đi. Bạn có một cái như này, mình sẽ thử ví dụ thôi. Code mình làm đây mình không biết. Home này. Technical. Bây giờ nó lại thêm một cái như này và bạn sẽ phải để ý cho mình một chút. Ví dụ như nếu quay là left right chỉ left đúng không? RRT y mà trừ left bằng bằng 1 thì chứng tỏ đấy là một cái nút nốt đây, chứng tỏ đấy là một cái nốt con. À, chúng là một nốt nốt lẻ. Rồi, thì ví dụ như bình thường mình sẽ có là print ra cái này xong mình die luôn đi để mọi người nhìn thấy này. Và bạn sẽ có gì? Thứ nhất là xã hội này. Hay là những điều chúng thấy đây. Ở đây thì nó sẽ có là right thôi. Right trừ left bằng 1 đúng không? Ở đây là right trừ left bằng bao nhiêu đấy? Số nó rất là chênh lệch. Thì bởi vì đây nó là cái nút lẻ. Đấy, thì bây giờ bằng 1 này, L. Đấy, thì bây giờ mình sẽ phải đếm. Đếm nó có bao nhiêu con, đếm đếm thì đếm như nào? Bạn để ý là lại, mình lại quay trở lại cái phần back end này, mình sẽ có article, mình check xem nào. Mình có cái ns. Mình sẽ có một cái này và mình làm tiếp công việc gì tiếp theo thì xong nữa mình lấy tất cả ra những cái chuyên mục thì mình lại vào list model mình xem nó có cái gì không nhá. Đây là sức mạnh của nó nên là mình sẽ làm nó thật là cầu kỳ một chút. Đâu rồi set children bạn có thể lấy ra con của nó đây. Cái việc là mình sẽ lấy ra những cái mẽ mà đây truyền đây, thứ nhất là cái bảng đấy này article category, rồi cái thứ hai là param là gì. Mình sẽ lấy ở một cái bảng nữa nên tốt nhất là lấy ở đây. Không không phải đi đâu xa cả. Ngay trong tầm tay với đây. Đó, bạn có thể nhìn thấy ở đây rồi mình sẽ dừng lại. Và nếu left lớn hơn hoặc bằng right nhỏ hơn hoặc bằng đấy thì mình sẽ lấy được ra cả cụm, đánh cả cụm luôn. Nào, bạn có thể nhìn thấy gì? Bạn thấy được những thứ gì? Thế là ba, 14, 15, 16, 17 đúng không? Đây, 3 đây. 14, 15, 16, 17. Đó, lấy tất cả cái chuyên mục mà nó có. Thì chỉ thế thôi, thì sau này mình sẽ làm một câu truy vấn là in thôi. Như này. Total row bằng cái gì? Lấy cái này. Valen này. Valen đúng không? Chúng là nó khác một chút này. Đóng que này. Chọn tiếp. Where in in cái gì in cái này trong cái mảng này chưa rồi đó mình thử xem mọi thứ nó như nào nhá. Cấu trúc là như này where in mình thử xem nó có ok không thì bắt đầu mình mới làm tiếp. Không bạn nhớ là đấy mình di chuyển hai sản phẩm sang đúng không, hai cái hai bài viết sang
Mình đang có cái gì, những điều trông thấy có hai này, chính trị này có bốn này, xã hội có hai đấy. Rõ ràng là những điều trông thấy có hai, và cái này cũng tương tự như thế. Thì bây giờ đấy mình sẽ có một câu tiếp theo như này: cái list này nó được như này, như này. Đây là dành cho những cái nút lé này, cái này sẽ dành cho những cái nút đó. Thì bạn có thể tách được ra phần len này với in này, trường giờ đây như này, và bạn tiếp vào đây len này, rồi thì public này, xin lỗi cũng len, rồi thì public thì parent này, có ba tham số đúng không, len public rồi. Nó còn nữa đấy, còn nhưng mà mình cứ len nữa, để article rồng 20. Đã thì lại đây tiếp tục này, xã hội, xã hội trang 2. Ok, xã hội có đấy, thì cũng đã ở đây cũng đã ok rồi. Những cái module mình cứ làm dần dần, xong sau này mình chỉ ghép vào thôi, khi mà có giao diện thì mình sẽ ghép vào thôi. Rồi xong rồi mình sẽ trở lại ở đấy trang 1. Bạn có nhìn thấy bây giờ nó đang như này, trang lùi lại đây nó cũng chỉ là một cái trang đấy, nó hình như vậy là mình sẽ ra là chính trị nó cũng thế đấy. Tiếp tục này, lùi lại đấy, lùi lại nó xảy ra một hiện tượng như này, thì mình sẽ phải click tiếp ở trong đây. Khi mà mình sẽ mở cái test generator ra, có những thứ mà mình sẽ phải debug dần dần để cho nó hoàn thiện thôi. Thực ra những cái này là mình làm để cho bên mình nó hỗ trợ SEO, chứ còn các bạn thì cũng không không nhất thiết cứ phải đi quá sâu những cái mảng này của mình. Mình sẽ lùi lại nó sẽ nằm ở preview đúng không? Đây, đã về ý là mình có lùi lại đây. Y đây, mình thử xem echo y nhá, nó sẽ được cái gì ở trong đây. Không có giá trị, nhưng ở đây thì sao, lại có một số 1 ở chỗ phiên chào. Trên đây thì sao, không có gì. Cái ý định của mình đang là ví dụ bằng 1 thì sao, đó bằng 1 đấy, mình đang định là sự định để mình để 1 thế này, thì mình cứ test hết nhé, test xong tất cả các trường hợp, ví dụ lùi lại này, đó 1 này, 2, 3, tiếp tục vẫn là 4 này đúng không, 4 là hết trang đầu đấy. Trang 2 này lùi lại đấy, lùi lại là trang 1, tiếp tục này, đây thì lùi lại nó sẽ là trang 2, 3 là lùi lại là trang 2 đó. Thì mình sẽ tăng con số lên một chút, còn cái này là sao cái phần này thì mình phần này không phải lo, bởi vì là mình cũng muốn là khi mà gặp vấn đề bắt đầu mình mới test thì nó như thế nó sẽ ok hơn.
À, ví dụ đây bạn có thể quay trở lại đây. À, bạn lùi lại bạn nhìn thấy là nó là trang 2. Lùi lại nữa đó là trang mặc định luôn chứ không không có một nữa. Đó. Cũng thế thôi. Mình sẽ test dần dần, nói chung là đây là cái bản mà mình sẽ để mình cho các bạn fail chạy thử một thời gian nữa rồi mình sẽ đẩy ra bên ngoài. Rồi. Đó, thì khi mà các bạn có cái này rồi thì mình sẽ có thêm một cái nữa là break room. Cái phần trang cứ chạy đúng không ạ? Mình cứ coi như mình làm đi, bởi vì là lỗi ở đâu mình sẽ test ở đấy. Đấy, vẫn trang 3. Rồi, trang 2. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy mọi thứ nó ok hơn. Xã hội này. Đấy, xã hội 683. Xã hội 683 trang 2. Lùi lại này. Tiếp tục là, đấy, bạn thấy là nó rất là ok. Nó chưa bị một cái vấn đề gì xảy ra kìa. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ lấy cái này. Ví dụ như là bạn có cái này thì mình gọi nó là break room đi. Thì nó sẽ được đây. Thì cái việc này nó sẽ được xây dựng như thế nào? Mình bắt đầu mình cũng sẽ nghiên cứu. Rồi mình sẽ kiếm một cái nốt để mình mail đây mình để là xong thôi. Nét xem model xong này. Đã hình dung mình sẽ làm như này. Thế là mình sẽ được để ở cuối đây đi cũng được. Cuối đây luôn đi. Ồ, cái này có tên là ship to break room. Nó là cái gì? Thì mình sẽ quay trở lại mình kiếm một đoạn code để mình viết nhá. Rồi, mình cũng đã tìm được một đoạn code cũng như mình mong muốn. Thì bây giờ mình sẽ thử thôi. Helper này. Mình đã có content. Bây giờ bạn đã có menu rồi này. Menu nó chiếm hết ở đây rồi. Rồi mình tiếp theo là mình sẽ đi đến một cái nữa là front end break room. Mình sẽ định như này thôi. Đấy, thì cái hàm như này. Mình chuyển vào thứ nhất là cái tab. Cái tên bảng này, thứ hai là cái dữ liệu điều kiện và thứ ba là cái định dạng. Ở đây mình cứ tạm gọi nó là category là dành cho chuyên mục đi. Rồi. Mình xem nó có những cái vấn đề gì nó sẽ cần xử lý ở đây. Những cái link này thì không không thành vấn đề. Mình sẽ quay ở đây mình làm luôn. Bạn sẽ có trang chủ đúng không? Trang chủ thì không cần. Chỉ như này thôi. Đây là một cấu trúc của thẻ break room. Bạn hình dung là mình sẽ lấy ra cái lấy hết ra cái đây, cái lợi từ mình cứ vẫn nói trước đó. Lấy ra một cái đường dẫn theo dạng như là ví dụ như là bạn đang có là bạn đang ở chuyên mục là những điều cần thấy thì bạn sẽ nằm trong những điều cần thấy này, xã hội và trang chủ đấy. Nó nôm na như thế thôi. Đây là một cái cấu trúc. Mình đã có trang chủ rồi này. Đấy, thì những cái này ở đây à mình đây là mình để khoảng trống. Ok, không sao kìa. Cái này là mình sẽ làm rồi, mình sẽ có một thẻ này mình lập này, lấy ra dữ liệu. Đầu tiên là mình để một link là trang chủ này. Thì mình lập ra dữ liệu này. Nếu mà category thì là cây bằng thứ em mình chỉ tính là từ từ H1. Ví dụ như là cái mục đích của mình chỗ này này chỉ là với category thì mình sẽ tính từ H2 à từ từ H1, còn item thì mình sẽ tính từ H2 đấy, chỉ thế thôi. Đây là cái H này và đây là những cái dữ liệu nó sẽ được truyền vào. Thì mình đang muốn là mình sẽ gọi lại cấu trúc ở đây front end menu link đây, thì nó sẽ là như này. Đấy, mình chỉ muốn là như này nó đơn giản thôi. H xong cái H thì nó sẽ có tất cả những cái này. Bây giờ mình sẽ không còn là value gì đấy nữa, mình sẽ ăn theo cái này thôi. Value, value, value này. Rồi xong rồi. Hết rồi, mọi thứ nó có vẻ ok. Thì bây giờ mình sẽ gọi. Thế cách gọi như nào? Bây giờ mình đang có ở trong view frontend article category. Thì trước đó, trước khi mà có cái phân trang này, trước cái bài viết thì mình sẽ có một cái có tên là như này. Và mình muốn là gọi gọi đây nhá, cái hàm gọi mình đã copy trước mình để đây rồi. Đây, cái hàm gọi nó chỉ như thế này thôi. Nó đây
Mặc định thì nó là category đấy, nó chỉ như này. Mặc định là category mình sẽ tôn trọng cái mặc định của nó, mình để như này. Và cái category này như nào, category này nó sẽ được từ cái bảng ở đây nó đẩy ra. Bạn có nhớ là mình có một cái biến category ở đây không nhỉ? Đây, cái biến này chứa dữ liệu được lấy về ở đây này, đây này, chứa dữ liệu trên này, này được đẩy xuống dưới đây, và category này nó có cái shift trừ ở đây này. Mình muốn nó đẩy hết bằng shift trừ cho nó nhìn cho nó dịu. Rồi thì xem có chuyện gì xảy ra nhá. Lỗi router dòng 99 ở đâu, helper dòng 99 đây, mình sẽ test thôi, có thể là nó bị sai ở đâu đấy. Mình không có router, không có alias đây. Đó, bạn có thể nhìn thấy bây giờ mình đang có là trang chủ này, xã hội này, những điều trông thấy đúng không ạ? Bây giờ ví dụ như công dân toàn cầu thì bạn nhìn thấy nhá, công dân toàn cầu này, quốc tế này đúng không ạ, trang chủ đấy, đây là trang chủ đấy, hồ sơ tư liệu cũng thế, để quốc tế này đấy, thì bạn có thể nhìn nhá, mình sẽ test thử bạn bạn cho bạn thấy này. Những điều trông thấy đây là H1, H1 này đúng không ạ, xong lùi lại là H2, đây đây là H2, lùi lại nữa là thôi đúng không ạ, nhưng mà quốc tế thì bây giờ quốc tế nó sẽ là H1. Đấy, mình cứ lùi lại để cho cái độ mức độ cái ưu tiên nó sẽ mức độ quan tâm đến cái chuyên mục nó sẽ giảm dần đi, giống như là bây giờ khi mà mình phân biệt được gọi là về cái mức độ tối ưu ấy, thì mình nghĩ là công dân toàn cầu mình đang xem ở mục công dân toàn cầu thì chứng tỏ cái mục này nó sẽ là H1 này, lùi lại thì là H2, H3, H4 nếu mà nó sâu quá. Rồi xem là còn những cái gì khác nữa không, mình chắc là cũng chỉ thế thôi. Nếu như bạn có children, mình sẽ tìm thêm một câu nữa nhé. Rồi, thì mình sẽ nào, mình sẽ có một số cái vấn đề mình sẽ phải giải quyết ở đây. Nếu như mà muốn nó chạy ổn hơn một chút nữa thì đây bây giờ đấy, bạn thấy là cái mục nó khá là dài lắm rồi. Mình sẽ cho thêm hai ông này vào nữa. Nếu ông này mình sẽ để lại này. Cái ông này là hai cái ông mà để mà sẽ đặt ở đây, và mình sẽ làm ở đây thôi. Là cái children, children con trực tiếp ấy của mình nó sẽ là đây, trong trường hợp là cái category này right nó lớn hơn một, nó lớn hơn một thì nó mới có con, thì mình sẽ lấy dữ liệu ra, select này từ cái bảng này, và lấy ra ID và title từ cái bảng này, và parent bằng là cat ID, public return array xong. Đó thì bây giờ mình sẽ ở đây mình sẽ có một cái biến là children, children thì nó chứa nội dung. Hôm đầu bạn đang có một cái đây, mình cũng có thể vẫn thể thêm được một cái như này, như là danh sách. Trước đấy mình hoàn toàn có để thêm một cái nữa ở đây vẫn được. Xong rồi ví dụ bạn muốn là vào các chuyên mục lớn thì nó có những cái chuyên mục con này, đấy đây đây chính là nó luôn đấy. Value tám. Đây bạn ý là mình sẽ lấy thêm rất nhiều thứ này. A O T A Value này. Đây đây này. Đây này. Đây là UL. Đấy, sau này mình sẽ copy cái đống này vào cái CSS của mình thôi. Đấy, bạn có thể nhìn thấy bây giờ mình đang có là gì, công dân toàn cầu. Ồ, công dân toàn cầu không có ai kể, có que đúng không, quốc tế có gì đấy, bạn nhìn thấy quốc tế thì có sự kiện bình luận công dân toàn cầu thì hồ sơ tư liệu đó, thì nôm na cái này mình sẽ tối ưu là H3, H3 đây là H2,
nội dung mà cái gì trình đến, bởi vì là bạn cứ đánh giá như này nhá. Thì ví dụ bây giờ mình đang vào phần quốc tế đúng không ạ? Và bây giờ mình đang vào phần xã hội, nó cũng phải có bài viết. Xã hội thì nó phải là cách các bài viết của xã hội nó mới là một, nó mới là chính đúng không ạ? Xong rồi giáo dục với an sinh nó là những cái liên quan thì nó sẽ là H3, xã hội H1 này, các bài viết H2 này. Đấy, thì những cái giáo dục các thứ là H3. Rồi mình xem là còn những cái vấn đề gì nữa không. Chúng ta có thể tối ưu nó sâu hơn một chút nữa là với những cái bài viết của chỉ của xã hội thì nó là H2, còn không thì nó sẽ phải là một cái H khác, hoặc là H2 không thì bỏ qua. Đấy mới là tối ưu. Mà thôi chẳng làm sao cả đâu, nó trong một xã hội thì mình đang tính là để cái như nào thì H2, có thể những cái bài viết của xã hội thì nó mới là H2, còn không phải vậy thì chơi như thế đi cho nó hay. Thôi quay từ từ tối ưu đến lúc đấy các bạn xem, các bạn sẽ tương tác cùng mà. Rồi các bạn có thể thấy là đấy, một số những cái cơ bản cũng đã xong. Bây giờ mình tiếp theo là mình sẽ làm một cái link ở phần chuyên mục ấy. Bạn để ý là bây giờ vừa rồi mình có cái chuyên xong rồi, bây giờ nó là những cái mà nó lằng nhằng hơn, nó nằm ngang với lại Can Island đấy. Bây giờ đấy, trong trường hợp là cái trang này là nó lớn hơn không, ví dụ bây giờ mình đang ở trang 1 thì làm sao để, ví dụ mình đang ở đây, ví dụ mình đang ở tắt này thì một chút, mình đang ở chính trị, mình ở trang 2, trang 3, thì làm sao nó biết để mà nó biết là trang tiếp theo là trang 2 và trang tiếp theo nữa, trang lùi lại là trang 2 và trang tiếp theo là trang 4, thì mình sẽ phải thử nhá. Cái mình cần là cái bay này, cái bay UL mình có là những cái gì rồi. Mình ví dụ như trong trường hợp là cái trang đấy mà lớn hơn không, đây là preview mà, cái trang này lớn hơn không thì nó sẽ là cái này, mình thử thôi. Nếu mà nó lớn hơn không trang 3 thì ví dụ đây nó sẽ là test trừ 1 đúng không, chấm này trừ 1 chấm subscript đây. Thì cho nó làm cái gì đây, nó là trang 2. Bây giờ ví dụ như mình ở trang 2 thì nó sẽ không có gì cả đúng không, trang 2 nó phải là trang 1 chứ. Đấy, F5 lại này. Trang 2 không có gì kìa. Tại sao lại thế? Cũng phải quá đi. Đấy, trang 2 thì trở về trang 1 thì thật ra trang 1 thì nó làm gì có cái gì nữa đúng không? Bây giờ mình sẽ để lớn hơn 1 chẳng hạn. Lớn hơn 1 thì nó không có cái gì. Nó vẫn có. Pet pet này là 2, 2 lớn hơn 1 thì trang 1, thứ ra trang 1 nó lớn hơn 2. Trang hiện tại phải là 2. Đấy bạn nhìn thấy, bạn cứ hình dung như này. Mình có cái trang trang 0 thì nó sẽ nhảy về đây. Đấy đúng không ạ? Đấy. Rồi, tiếp theo là mình sẽ có là trang 1. Trang 1 nó cũng thế luôn nhá, trang 1 là trang 0 rồi. À trang 1 với trang 1 rồi là 1. Rồi mình sẽ có trang 2. Đấy, thì trang 2 thì nó là cái gì? Đấy, thì bây giờ bắt đầu xảy ra vấn đề như này. Bạn có thể thấy là ví dụ trang page mà bằng bằng 2. Đấy.
Preview, ví dụ như là nếu page bằng 2 đúng không? Sẽ có một số cấu trúc để như này có vẻ nó cũng hợp lý hơn. Bằng 2. Đây. Thì cái này view này bằng cái này L đúng không? Tức là nếu mà nó bằng 2 thì nó là cái này, không thì nó sẽ nhỏ hơn, hoặc là ví dụ là trong trường hợp là lớn hơn hai thì cái này sẽ được gắn bằng cái gì, bằng cái dữ liệu này. Đấy, mình đang sẽ test cái câu cấu trúc này của mình nhá. Đấy, bạn nhìn thấy không? Bây giờ mình sẽ có trang không này, trở về chính trị, ok chưa? Rồi, không sao. Đây. Trang 2 thì sẽ có trang 1 là lùi lại này, trang 3 này đúng không, trang 4 này. Đấy, trang 4 là trang 3 thì nó bị cách rồi. Trang 5 là trang 4. Đấy, không có trang 5. Đấy, bạn có thể thấy là ok rồi đúng không? Thì tương tự như thế, bây giờ mình sẽ làm cho phần next. Next thì bây giờ nó sẽ là sẽ cái này nó có là next đúng không? Next. Ờ, trong trường hợp việc đầu tiên mình có thể kiểm tra đã, nếu cái page này nó bằng cái token rồi, token page page phải nhỏ hơn, nếu mà page nhỏ hơn cái token page này thì mới có cái next đúng không? Next sẽ bằng cái gì, bằng cái này, copy cái dòng này vứt vào đây. Đây, thay vì trừ một thì mình sẽ cộng một. Và mình sẽ lách cái này ra. Test nhá. Ồ, trang 4 đấy, bắt đầu là lại dòng 65. 65 không có gì kể, đúng không? Nó đúng rồi, thì nó hoàn hợp lý thôi. Trên đây mình sẽ đặt một cái lệnh là kia mình chỉ cần kiểm tra tồn tại là xong rồi. Đây giống như ISF ET này, không có gì đó. Bốn, trang 4 là trang cuối rồi, không có, mình đã có trang 3. À, trang 3 thì nó trang 3 thì cái này nó phải là trang 1 đấy, nó đang bị tách mà. Và trang 2 thì nó sẽ phải là trang 3. Trang 2, đấy bạn nhìn đây nó cách nha, mình F5 lại này. Lại nữa này, lại này. Đấy, nó sẽ là trang 3. Nó bị cách rồi mà. Trang 1. Trang 1 thì nó là trang 2. F5 lại này. Đấy. Đấy, nó cũng ok rồi. Thì bây giờ mình sẽ là làm công việc tiếp theo là mình sẽ đẩy cái dữ liệu này đây, khi mà bạn có cái này rồi thì mình sẽ để đây là cài vào đây một câu. Để bây giờ mình sẽ kiếm một câu đây ở bên này nhá. Rồi tiếp tục trở lại, bây giờ mình vừa chèn vào đây một cái đoạn lệnh như này. Đây bạn có thể nhìn thấy à, bên kia mình xem nào. Mình đang có cái cell này, mình làm có đúng không nhá? Article này. Cell này, đây mình có là gì? Là cell, cell xong rồi, cell này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ không đai nữa, mình sẽ chạy luôn. Chạy luôn ở đây như này, chính trị thì bạn sẽ nhìn thấy là cái việc nó đấy, việc đầu tiên là ở đây Canadian thì next, tiếp theo là trang 2 đúng không? Ok, mình sẽ click vào trang 2. Và mình view sụt lên.
Thì bạn có thể nhìn thấy là đây, trang hiện tại đây, và cái trang quay trở lại là trang 1 đây, và trang tiếp theo là trang 3. Mình lại vào tiếp trang 3, và bạn nhìn thấy đây, trang 3 và tiếp theo là trang bao quanh là trang 2 và trang 4. Mình lại vào trang 4 và mình view lên, thì bây giờ nó chỉ còn cái trang lùi lại là trang 3 thôi, hết rồi, cái trang tiếp theo không còn nữa. Đấy, đấy là cái phần một phần nhỏ nhỏ để hỗ trợ cho việc Google nó bốt nhanh hơn. Rồi mình chỉ cần mấy cái đấy để cơ bản để cho nó phục vụ cho các bạn sao làm việc nó tốt hơn thôi. Thì đấy là cái code mà nó cũng gọi là mình cố gắng hướng dần dần đến cái mức độ chuẩn chuẩn SEO. Đấy, thế nào là chuẩn SEO thì đấy mình cứ nghiên cứu dần dần, bạn thấy là những cái gì mà Google hoặc là công cụ hoặc là người dùng người ta nhìn, mình cứ đánh giá mình một con bot, mình nhìn vào nội dung mình thấy cái gì nó hợp lý thì mình sẽ sử dụng, không thì thôi, không phải cứ cho tất cả và là tốt. Rồi thêm xong rồi mình có thêm một phần gì nữa không nhỉ, thôi chỉ thế thôi. Khi đấy bạn đã có cái đấy chuyện rồi này rồi thì bạn sẽ bạn là người tạo chuyên mục thì bạn có thêm cả một cái Google Author nữa, nghĩa là nên có cái chuyện này. Author thì rồi, mình sẽ làm thêm một cái user nữa để cho mình lấy được cái Azure của nó thôi. Azure khác mà public khác đúng không? Được rồi, mình sẽ lấy cái chung là cái này. Cái người tạo ở chuyên mục thì đây là cái ông cũng hơi lằng nhằng nhưng mình sẽ cố gắng mình thử nhé. Thế thì bạn ghét cái tài khoản của người dùng, A là người tạo ra cái bài viết này đúng không? Mình sẽ từ tiếp từ tận trên đây luôn đi. Bạn sẽ có được cái này, và bạn sẽ có một cái là author, ví dụ như thế. Đây là cái người tạo ra cái này đúng không? Author bằng cái gì? Author thì bằng đúng lại luôn cái kiểu như này thôi. Author thì bằng cái USL đây, của cái select của cái này. Đấy, bạn có thể là sau này bạn là US name này, full name. ID này. Bạn sẽ lấy một số những cái cơ bản thôi, không không lấy quá nhiều, nó cũng rất là chậm, sẽ dùng đến thứ hai nó cũng không tốt cho việc sale. ID bằng KTOE thì đây, đó là cái này. US ID OETD. Rồi. Đấy, thì nếu mà bạn không tồn tại author thì bạn lại quay trở về trang chủ. Đấy là những cái mà. Rồi. Thì khi đấy bạn có author rồi thì bạn sẽ làm như nào? Cái cell này. Rồi, cái này là data author đi. Không không sao nữa. Quay trở lại đây mình PHP mình print ra data này, vì trang này cũng phải có cái này mà, nên là cũng không phải nghĩ ngợi nhiều. Đấy, bạn nhìn thấy Google Author ở đây rồi đấy. Việc tiếp theo mình sẽ làm là gì, là lấy cái Azure tràn vào. Thì bạn có thể lên mạng tìm xem nào, ví dụ Google này. Trên mạng người ta hay có cái quyền tác giả đấy, thì mình sẽ có hai cái auto ship đây. Auto ship thì là cái
Mình cứ vào một cái trang về, ví dụ đây mình việt mốt đây chấm vn này, rồi thì Litado, đây là những cái đơn vị mà người ta chuẩn SEO rất là tốt. Thì mình cứ thử thôi, chả cần. Mình tiếp tục nhập lên thì mình sẽ thấy là có cái gì xem nào. Google AU Author đây nhá. Và cái này nó cũng chả cần thiết lắm nếu mà bạn không, đây nó có hai cái này. Web Author Z bằng Public đây. Author là người viết đúng không ạ? Cấu trúc đây, bạn có thể nhìn là cái author như này. Có cấu trúc nào ở ngay bên trên nhưng mà số liệu khỏe, mình không muốn để ở đây lắm. Bình Nguyễn đi. Và ai vu. Quan tâm lắm. Mọi người bây giờ lại hay hay dùng cái này nhiều hơn. Thôi mình vào xe của mình cũng được. Đây. Đây là cái author. Thì, bạn cứ làm đúng cái cấu trúc như trên đây nhá. Ví dụ như là tôi tồn tại gì đấy thì tôi viết. Nếu mà chả mình không có cái author thì thôi. Đây. Đây, đây và như này. Cái author là như nào? Author. Cái này là cái gì? Tên là print ra Google author đây. Đã thì đây là cái dữ liệu mình đang có này. Cái này sẽ được dán vào đây. Thì bạn có thể quay trở lại bạn nhìn ở chỗ này xem mình đã được những cái gì từ đây nhá. À đấy, mình đã được một cái mã này rồi. Cái mã này thì nó là cái Google Browser, sau này nó sẽ hiển thị lên trên khi mà bạn viết bài trên kết quả tìm kiếm ấy. Còn cái publisher này mình sẽ có link web public để mình sẽ tìm hiểu xem nhá. Bằng không mình bằng public, đây mình publisher. Đấy, thì đây từ đây mình sẽ nhìn thấy này. Xem nào. Nhất là cái đây là người viết bài này. Đây là người public này, viết bài đây. À đây là một ông viết bài. Thì đây là cái publisher, nó là một cái, có thể thường thường nó sẽ làm cái đơn vị thì nhiều hơn, thì đấy thì mình cũng sẽ để là cái mình sẽ làm thêm một phần như này để cho mọi người có thể nhập được vào cái publisher ở đây. Thì các bạn cứ để ý như hôm trước mình đã làm đây, nó có rất là nhiều thứ để cho mình có thể mở rộng ra. À thì bây giờ mình đang có config. Config thì bây giờ mình sẽ để một cái là làm trong mảng sale nhá. Insert này. Thì đầu tiên cứ cho là keyword là Google đúng không? Autoship. Mình sẽ để cái publisher lại, mình viết cái autoship trước. Đây, autoship đây. Xem nào. Đây, vô autoship. Đây là tác giả này. Người xuất bản. Đây là tay là text là sao 123 này là 4 1 insert tiếp một cái là Google Google Publisher là một cái người mà viết bài này, một là một người viết bài, người xuất bản này, rồi tách này, cái này là sao này, cái này là một này, năm, cái là một
Đó. Thì bạn có thể vào đây bạn bạn nhìn qua qua một chút nhá. Ví dụ như mình đang có hệ thống này, sale này, đấy thì bạn có thể tác giả thì ok, mình sẽ lấy thử một cái. Thực ra mình chưa có đơn vị thì có thể là bây giờ mình sẽ lấy của bạn này ở đơn vị này chẳng hạn. Ví dụ đây là cái người mà viết bài. Đấy, mình cứ cho là thế đi, sau này mình đổi sau. Và một cái link bên dưới là cái link mà của cái người chịu trách nhiệm xuất bản. Thực ra thì bạn cứ hiểu nôm na là à cái người tác giả của cái bài viết này là ai và cái người xuất bản là ai đấy, hoặc là thường thường xuất bản thì nó hay mang một đơn vị nhiều hơn. Thì thường thường mình sẽ làm cái tác giả cho trang chủ, hoặc là trong trong trường hợp mà nó không thể có được cái nội dung của phần người viết bài thì nó sẽ lấy phần tác giả nó gán vào, nhưng mà chẳng có trường hợp như thế đâu. Đấy rồi, thì bây giờ mình sẽ làm cái việc tiếp theo. Gần như lúc nào cái mình thử xem zip cho conflict là cái gì nhá. Ra cái gì nó không ra cái gì cả đó. Public này, zip cho config controller. Ồ, nó không nhận được giá trị. Trời ơi, tại sao thế nhỉ? Không hiểu được là cái biến conflict này. Xem vào đây phần article nó vẫn hiểu cái đâu chứ. Nó cũng không thèm hiểu luôn. Qua đâu. Mình nhớ là nếu mà đã có public ở đây rồi thì nó sẽ phải nhận giá trị từ những cái phần khác kế thừa lại chứ nhỉ. Chờ một chút nhá, mình sẽ phải xem lại. Ở đây mình đang kế thừa từ từ C thì mình phải kế thừa lại từ my. My controller mình viết lại. Nhiều lúc các bạn ý tưởng tại sao. Rồi, thì mà mình sẽ để lại cái dòng này ra luôn. Đó, thì bạn có cái Google Autoship. Cái này không bao giờ suy nghĩ được, chạy rất là ngon lành. Google Author này. Rồi, thì vậy trong trường hợp lại bạn lại ở đây bạn lại làm một cái hỏi nữa. Nếu mà tồn tại và khác trống. Tồn tại cái này và cái này khắc trống, đóng kẹt cái khối lại luôn. Thì hỏi chấm cái này không thì cái này đấy, nó lại all ship khỏi phải suy nghĩ luôn, lúc nào cũng chạy trong trường hợp kể cả trang chủ luôn. Chẳng có vậy mà nó cũng đấy cái này. Như vậy ơi, thế là bây giờ mình đang có cái gì, cái lượng này lẫn hết rồi. Nếu nó tồn tại là cái này thì là link của cái này. Chết rồi, mình bị tổ vào cái ma, mình lẫn hết rồi. Tổ vào ma nhập. Có xong rồi.
Đây, tắt hết này đi. Đó. Xong. Đấy. Đây, trang chủ nó tự có cái này, còn public store thì lúc nào nó cũng lấy cái bên trên này ra. Rồi bạn có cái này. Rồi bạn chỉ cần việc như này thôi, nó không không còn ở trên đây nữa. Echo này. Chấm đấy. Bên kia sẽ đây. Mình sẽ sửa lại những cái này cho nó rõ ràng ra, nó đóng một số lại này. Nếu mà tồn tại cái này, đây tồn tại, về thì là link của cái này thay cái đấy bằng public store, bằng trường cái này là xong. Thay cái đấy bằng 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 public store ở đây. Thôi làm nhầm mà tôi sẽ cố gắng để sửa nó vậy. Rồi mình sẽ làm hoàn thiện cái public store thì mình quay lại cái trên. Đấy, bạn có thể nhìn thấy là bây giờ nó không phải là cái này nữa mà nó là cái public store cơ. Pet ID bạn nhớ này. Pet luôn. Pet chứ không phải là cái over public store này. Bài toán là còn là kết quả người lại mình có thể nhìn qua ở đây. Well, public store thì vậy. Tương tự bây giờ mình sẽ quay trở lại cái phần này mình nghiên cứu tiếp nhá. Nếu tồn tại này. Xong. Đây thì bạn sẽ có xong luôn. Đây là cái phần còn lại này đúng không? Đó để mình sẽ xem nào, trong trường hợp mà out đây này rồi thì cái này mình sẽ làm một cái mảng khác, mình vứt nó ra đây trước khi mà mình đưa nó vào trở lại. Câu này đang bị dư, nếu mà set và khác trống thì hỏi chấm cái này không không nằm trong câu đấy mà nó bị dư ở đây. Đấy, thì mình chỉ như này thôi. Cái này nó ra đây chuẩn luôn. Là cấu trúc mình hy vọng là nó không bị sai, dài dòng mất máu. Đó, đây mình sẽ xem nào. Đấy, bạn có thể nhìn thấy là ở cái public store đây rồi. Xong, thì bây giờ mình sẽ quay tiếp mình phần chính trị. Bạn có thể nhìn thấy là nó có những cái tham số này, rồi candidate index này, other bằng này, rồi public store vân vân và vân vân. Đấy thì mình cũng đã hoàn thiện được phần này rồi thì xong đấy. Sau này thì mình sẽ thêm các cái Facebook vào để share lên trên cái mạng nó được được tốt hơn. Rồi, cái tiếp theo bạn sẽ nhìn vào là cái gì? Xem nào. Ôi, mình nghĩ là không không phải nhìn nữa. Là tiếp theo bây giờ thì chỉ là việc mình sẽ làm việc với lại phần chi tiết. Khi mà bạn có danh sách rồi thì mình sẽ có phần chi tiết. Đấy, bạn nhìn thấy là nó đã đưa lại cho mình những cái giá trị hợp lý rồi.
Ừ, thức uống mình click vào chi tiết chẳng hạn. Chi tiết thì bạn sẽ nhìn thấy đây. Tiếp theo thì mình sẽ remove hết đống này đi. Nó quá thì nó sợ quá này. Sợ. Mới được 5 phút. Mình sẽ ở đây font trailer content nhìn vào phần này và con router. Nhiều khi làm nó mình cũng đang bị đơ đơ ấy, không không hơi lan man những mặt khác. Đây thì nó sẽ là 88 và đây là item. Bạn có thể copy cái khối này luôn. Đã trải qua một cái lần đó rồi thì bây giờ nó đơn giản hơn rất là nhiều. Thực sự thì làm nó phải có đam mê. Đến thời điểm này mình đang nó bị cảm giác là nó không không được hiệu quả cho lắm nên là mình cũng đang đấy như vậy sẽ có là cái này item này. Bạn có thể thấy là làm việc nếu mà không không tập trung là rất kém hiệu quả. Không tụt bài, không tồn tại này, đúng không? Và tìm người viết bài này. Đấy. Item. Rồi thì chuyên mục đúng không? Mình lấy ra tất cả những gì cần thiết ở đây. Bạn vẫn lấy được chuyên mục ở đây ra nữa. Cái này là item này. Brand ID. À, thì đây là tất cả những gì bạn đang có. Cái len, thì lấy len nữa. Len width xong. Ở đây là item len. Đó. Không có phân trang, không có bay viết gì kìa. Có Canadian đây, nó sale luôn, một phát là vào thẳng sale luôn. Ở đây bạn có item này, category này, item title này, thì item này. Này đây này, đây này, đây này, đây 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 này, tam tam. Ôi, chả cần paste, cái này là full luôn. Chả thấy tất cả những gì mình cần cho một cái thẻ có hết luôn. Rồi, sao Canalyn để trả về luôn. Break room có này. Config là cái gì? Break room tại sao lại có config ở đây nhỉ? Vô nghĩa nhá. Tương tự thế bỏ luôn ở trên đây. Mình có category có luôn item rồi. Item hơn mình sẽ có như này, như này. Đây những gì mình đang có. Children, children không cần luôn. Hoặc là mình có thể cũng vẫn cho vào không sao cả, không chết ai luôn, mọi thứ vẫn ok. Item pair này đi. Đó. Không có connect với preview gì kìa, ở đây luôn. Đây là item. Từ nãy giờ mình vẫn còn đang thiếu một số những cái vấn đề ở đây. Thứ nhất là bạn từ trên lên luôn. Thứ nhất đầu tiên là phải khép này và cái public bằng 1 này. Other thì không cần. Hai là cái dưới đây. Item này. Public bằng 1 này. Category đây này. Public bằng 1 này. Rồi. Công cuộc cải tổ tạm thời nó sẽ dừng ở đây một chút. Mình sẽ quay sang cái này, mình nhìn xem là nó là thế nào. À, cell pet. Mình cũng chẳng biết cái cell pet là cái gì, dòng 75. À, cái cell pet này nó trên đây. Không cần. Ừ, cái đấy nó là cái trang thôi.
Rồi, lại có cái gì nữa? Sao test đó thì tắt hết nó đi. Kia nó có trang 1, trang 2 thì mình mới để sao test. Rồi. Rồi, mình sẽ có một cái item. Content article. Item. Đây mình sẽ để là cái này là cái category, đây là item nhé. Vẫn có trend này. Mình không còn list nữa, không còn phân trang nữa. Và đây là những cái gì mình đang có. Bạn có thể là thấy những điều trông thấy ở đây. Bạn có thể nhìn thấy là đây là cái link này. Thì bây giờ mình đang có là những điều trông thấy nằm ở đây rồi. Rồi cái việc của mình chỉ là echo ra những cái, hoặc là mình có thể là làm lười thì mình print ra luôn. Item print ra, đấy là những cái dữ liệu mà bạn có thể trông thấy được ở đây. Rồi thì sau này bạn có thể là những cái bài viết liên quan hay những cái bài XYZ đấy bạn có thể thêm vào. Mình nói chung là đến đây là mình cũng dừng lại ở đây, mình cũng không 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 thêm nữa đâu. Mình nói chung là lần nào mình cũng sẽ nói như vậy. Rồi thì mình nghĩ là mình sẽ dừng lại ở cái clip ở đây và mình sẽ tập trung vào làm hoàn thiện những việc khác nữa. Tiếng Anh này. Rồi, giờ đấy thì toàn bộ cái bộ này mình sẽ dừng dừng lại. Gọi là mình đã làm xong phần thứ nhất rồi. Bạn có thể hình dung là đây, mình đang có như này. Mình thứ nhất việc đầu tiên là mình đổi ngôn ngữ này. Đấy, bạn có thể nhìn đổi ngôn ngữ ok này. Việc thứ hai là mình thể hiện ra cái danh danh mục tin tức ấy, bạn có thể nhìn ở đây là ví dụ như là mình đang có xã hội này, đấy thì nó có những mục con này, rồi thì bài viết này, rồi thì những điều trông thấy nó không còn một con nữa nhưng nó vẫn còn bài viết này, phân trang ok này, phân trang theo cả ví dụ như là chính trị, bạn nhìn thấy bây giờ chính trị lúc này là nó chỉ là một cái link link ở dạng cell thôi, đấy nó tối ưu hơn một chút, cũng có thể là mã hóa được cái meta các thứ nó cũng ok rồi, hồ sơ tư liệu này. Đấy, công dân toàn cầu này. Thế đấy, thì mọi thứ mình nghĩ là cũng tạm tạm đến đây là cũng hòm rồi, thì mình sẽ dừng lại và mình cái đoạn này, khối này mình sẽ bàn giao lại cho các bạn code để các bạn có thể là hoàn thiện tiếp. Mình cũng xin dừng cái series về tin tức này ở đây. Có thể là bây giờ thì mình tới đây thì mình sẽ tập trung vào công việc nhiều hơn. Nhưng mà có thời gian thì mình sẽ vẫn quay trở lại để mình tiếp tục xây dựng những cái phần tiếp theo. Ở trong bộ này mình thấy nó còn thiếu, bởi vì bộ này mình chỉ xây dựng tạm thời cho tin tức, thì cái phần tin tức mình cảm thấy là ok rồi, mình không không phải lấn cấn nhiều nữa. Có thể là phần mình chỉ là còn ở những cái phần từ khóa các thứ này thôi, thì nó cũng không phải là những cái vấn đề quá lớn của mình. Các bạn có thể là các bạn thì mình sẽ quay trở lại cái này để hoàn thiện hơn nữa, mình hứa mình sẽ quay trở lại, và những cái phần như kiểu là sản phẩm hay là đơn hàng các thứ thì mình vẫn sẽ phải hoàn thiện trong cái. Nói chung là hôm nay là cũng đi được 2 phần 3 tháng rồi, thì chắc là chỉ trong khoảng hết tháng này thôi thì mình sẽ phải hoàn thiện tất cả cái bộ này. Thế thì cũng cảm ơn các bạn đã đi cùng mình, và nói chung là trên cái kênh của YouTube cũng cũng là chia gọi là chia sẻ với mình rất là nhiều, rồi mình cũng rất là cảm kích, mình cảm ơn. Còn gì cũng nhỉ, thôi chỉ vậy thôi, nói nhiều nhiều khi nói nó hơi lan man, mình sẽ xin stop hết lại ở đây. Rồi tắt hết đi trước khi mà nhìn vào bị ngất. Đấy, thì xin chào các bạn.